không cần nói nhiều nữa. Ron giỏi à? Ron giỏi với sư lời kìa các bạn. Đỉnh không? Tầm 1-200k nhé. Ôi ok anh làm mình nhá. Chúng ta lại còn gì đâu mà không quay lại với Kindred nhỉ? Chúng ta có một lựa chọn là khai sáng. Nhưng mà bài này thì không giống là bài đánh được khai sáng. Nên là mình sẽ không đánh nữa, vì nếu mà nó ra, nếu mà nó ra được cái BF thì mình sẽ chơi khai sáng. Nhưng mà bài này thì không. À đù. Các bạn nghĩ sao về bóng ma linh hồn? Các bạn nghĩ sao về bóng ma linh hồn? Nhưng mà hôm nay mình vừa chơi các bạn bảo là bóng ma dạo là yếu. Thế thôi mình không chơi nữa. Chơi đâu. Thôi em không chơi đâu. Thôi anh không chơi đâu. Nước mắt với găng bảo thạch. Để xem đã, xem nó ra gì đã. Nó ra cung thì là Warwick gọi. Còn nó mà ra... Đấy. Nó ra đồ của Kindred rồi. Không chơi là nó buồn nè. Không chơi nó buồn nè. À đủ. Thần luôn. À! Các bạn đã chơi Kindred thành thần bao giờ chưa? Chưa đúng không? Mình sẽ hướng dẫn các bạn bài này nhá. Khó thôi, không phải để hát. Adu. Ôi, cái gì vậy? Trời đất ơi. Giờ bài này mình sẽ chơi 6 thánh thần cho các bạn xem nhé. Các bạn nhé, 6 thánh thần nè, on top nè. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Đây là có một cái jacket với cả một cái dao điện nữa đây này. Thấy chưa? Vội, đông mà phải vội. Barry win rồi. Bốn mươi máu á? Căng vậy, 40 máu luôn. Rồi xong, không bao giờ lấy được 200k của em rồi á. Được chứ, chuẩn bị top 1 nè. Chuẩn bị top 1 nè. Chuẩn bị top 1 nè. Nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè, nè. Chém đứt đầu Zinix nè. Mấy giờ rồi con Zinix bạn? Mấy giờ rồi? Úi trời ơi, ra xua múa, múa múa. Cho rắc quạt cho Ngộ Không để ra xua được búp á. Ô, con E-ray của mình đâu nhỉ? Không, nó chưa giờ là của mình cả. Không thèm mình. À, em yêu. Đây rồi. Đây rồi. Chờ em hết cả thanh xuân. Ủa, con phiêu ra đây để làm gì ấy các bạn? Vô duyên. Bỏ con này luôn này. Mình sợ nó không lấy đủ thanh thần ấy. Cho em. Úi xôi ôi, ra xua kìa. Úi xôi ôi. Úi xôi ôi. Bây giờ thì mình cần con Hecarim. Xa quá. Chết rồi. Trời ơi. Từ từ. Đợi em. Chị ơi, đợi em. Úi xôi, ngon quá. Rồi, vậy là chúng ta đã có full đồ cho Warwick. Việc chúng ta cần làm tiếp theo là tìm Warwick. Ôi, ôi xôi, chủ một con Warwick nào á. Warwick nè. Warwick nè. Đi chơi John Thánh Thần. Đúng rồi. Trời ơi, bạn rất là hiểu ý mình. Đúng là những người thông minh cái hiểu nhau ngay. Rồi phát nữa. Cơ hội kiếm rắc. Không có à? Rắc 2. 7 Thánh Thần à. Bỏ rắc đi lên 8 kiếm sen với John đã là ok á. Duyên là mình chơi 8 Thánh Thần mà. Nâng cấp mà Lily chị ơi. Đừng gặp nữa nha. Xe đời đừng gặp nữa nha, còn gì đâu. À, sợ ơi. Ngoáy. Rồi ôi, tê tá hết cõi lòng luôn. Giật điện cho 2 Solari luôn. Chờ chơi đấy. Rồi. Cậu ơi. Bụng bự. Châm cho xì hơi bụng luôn. Cho luôn rắc chị ạ. À. Cho rắc rồi nha các bạn nha. Bài của chúng ta là bài top 1 rồi nha. Nóng quá. Nóng quá, cháy rồi, nóng quá. Ôi dồi ôi. Dậy. Mình con chó điên thật. It's time to stop. Sân ba, cà chê ba. Cà chê ba ngày xưa thì cũng kinh đấy. Cũng bất tử đấy. Nhưng mà làm sao rắc
30 giờ đúng không? Đây nè, Lì Xì nè, Lì Xì nè, Ron nè, Lì Xì nữa nè, Ron nữa nè, Lắc nè, Ron nữa nè, Qua Quýt nè. Ủa giúp con nào ta? Ủa mình thấy giúp một con mà. À chứ con Garen. Xin chào Đặng Lê Khải. Tôi tìm Sen Morgana Yon thay vào chơi 6 thánh thần thôi á. Không, mình ra như này là mình bị chơi 8 thánh thần bạn hiểu không? Cho nhìn trong nó chất chơi người rơi. Tầm này thích gì thì chơi thôi chứ thua làm sao được nữa. Ui nó đùa đấy. Nó đùa đấy, đừng có thua nhá. Nó đùa đấy, nhà con gì đâu. Ui. Ui no 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 no. Ui. Phải đoái ta đi lại thua được ta. Ok rồi, tao mở rồi coi. À lắc bà. Mọi sự nuôi chồng của mình đều có mục đích các bạn hiểu không? Lắc ba nè. Lắc ba cho đến chết nè. Mày chết nè, mày chết vì tao nè. Hùng đệ ca. Ôi, Hưng đi Hùng đấy. Janna, bỏ Janna vào nha các bạn nha, mình bỏ rồi. Em xem vẫn chưa hiểu nắng ạ. Ôi giời ơi, em hiểu chị là được rồi, em ra ba cái game này hiểu làm gì, em game đơn giản không chấp. Ôi. Người game cú súc đấy. Rắc nè. Rắc nữa nè. Ui, John 2 á. Ghê. Ghê đấy. Dạ, dạ. Rắc nè, rắc nè. Đấy. Mọi sự tính toán của mình đều có mục đích, con hiểu không? Không cần nói nhiều nữa. Ron giỏi á. Ron giỏi VCL kìa các bạn. Đỉnh không? Đỉnh cao. Ron giỏi. Ron phát ra luôn. Chơi phải thế chứ. Mà vẫn lên rắc 3, lắc 3. Ron giỏi, trời ơi, nó bảo mình Ron giỏi kìa. Trời ơi, lại không biết là mình chơi game bằng nhất phẩm rồi. Nhìn chị em game chọn top 1 rồi. Game này mình phải lấy tiền rồi các bạn ạ. Không muốn cũng phải lấy luôn. Ron giỏi. Trời ơi, người chơi có trình độ. Nó phải khác chứ. Trời ơi, chết luôn này. Trời ơi, chết luôn nè, luôn nè, luôn nè, luôn nè, luôn nè, dâm bà. Ui, YSL à. Trời ơi. Để xem bọn này chơi gì á. Mình không thể khinh địch được các bạn hiểu không. Kênh mà xếp con qua quýt chừng nó chết. Thôi chết luôn lại mất kèo hỏng à. Ok rồi. Chết là sao được. Ui. Bài của mình bất tử mà cậu ơi. Ui. Ui xin lỗi. Chết mày. Chết mày, lắc của tao chói chết mày. Chói cả nhà mày. Cho mà beat. Đang đổi chỗ. Này, lắc cho một thằng. Lên mày. Anh chị căng thẳng đây. Nói thua đây. Ra trên thần ạ, giáp mới chết này. Ra trên thần sao được, sao chơi được John bí thế nào. Phải chưa chết các bạn ạ. Final round, fight. Sao chơi mặt ly rồi đấy. Ngon. Oh, we get rồi. Tớ mệt rồi các bạn ơi. Tớ mệt rồi. Trên đất đời. Tình cao quá, chị kim hay quá, chị kim hay quá, chuẩn bị lên mấy kim rồi. Ai à, chuẩn bị lên kim cương rồi. Nói chạy vào rồi, sợ chết mà. Chết lo lắng vậy cứ thôi. Sợ vậy đấy. Không kiểu như là nó có thể chết bất cứ lúc nào ấy. Dramatic. Hơi hộp quá. Mày lên luôn cái gì. Ơ, lo quá. Sợ ai ra thứ. Ôi, chuẩn bị tụi bánh kim à. Mọi người chuẩn bị lấy kim cương, mọi người tụi bánh kim đấy thôi.